Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên anh chị ghé thăm kênh, xin hãy để lại một like, một đăng ký kênh để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị sớm tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời. Và ở trong video này thì hôm nay em xin chia sẻ và dẫn anh chị mình xem một vị trí đẹp trên đường trục chính TC5, con đường nhựa rộng 16m, trong lòng khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Và đây là con đường trục chính TC5 anh chị nhé. Lòng đường nhựa là 8m và vỉa hè mỗi bên là 4m, tổng con đường này là 16m. Và vị trí ngày hôm nay đã xuất hiện trên màn hình. Lô đất với diện tích là ngang 5m và dài sâu xuống dưới là 20m. Tổng diện tích trên sổ là 100m2. Phong thủy là hướng Bắc, rất đẹp. Không lỗi phong thủy gì cả, rất là sáng anh chị nhé. Ngang 5 dài 20 là đã trừ vỉa hè rồi. Vỉa hè trước đất rộng 4m và lòng đường nhựa là 8m. Lô này thì chị chủ muốn bán giá rất là rẻ. Hiện tại thì trên con đường này, nếu mà ở thời điểm giai đoạn sốt đầu 2022 thì mức giá đã lên tới là 1.8 tỷ đến 1.850 tỷ. Và ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều cái khu vực, cái giá trị bất động sản nó đều là đang đi ngang cũng như là giảm giá. Và ở đây cũng vậy anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay thì chị chủ giảm xuống chỉ còn 1.360 tỷ, bao tất cả chi phí sang tên, chúng ta không phát sinh bất cứ chi phí nào. Và vị trí này thì anh chị mình xem thì mình thấy rồi, nó rất là sáng và đẹp, không lỗi phong thủy, sổ sách pháp lý an toàn, sổ sách đàng hoàng anh chị nhé. 1.360 tỷ là chúng ta sẽ sở hữu ngay lô đất đẹp ngang 5 dài 20 trên trục chính TC5. Con đường kết nối công viên 7 Kỳ Quan, công viên Khủng Long đi thẳng thông ra cổng số 2 và ra đường nhựa Lục Viên để chúng ta rẽ ra khu vực ngã ba Mỹ Hạnh đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Quý cô chú anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh và so sánh thấy những cái vị trí khác cùng với vị trí này. Khi mà thấy cái vị trí này nó đẹp, nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà anh chị mình không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh. Em sẽ dẫn anh chị xem đất. Ở đây thì chúng ta sử dụng là nước sạch, nước máy thủy cục, điện nước wifi là kéo vào tới nơi, xây dựng là xây tự do, cũng như là không có giới hạn thời gian xây dựng anh chị nhé. Ranh móc thì đã được cắm rất là rõ ràng cho chúng ta rồi. Ngang 5 dài 20, 1.360 tỷ, sổ hồng riêng, xây dựng tự do. Anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Biển Xanh nhé.